sau đây mình xin chia sẻ cách thiết kế một cách poster đơn giản mà hiệu quả nhất. Đầu tiên mình sẽ chọn file new, kích thước mà đã một cái poster bóp Facebook nó là 1591 960 pixel. Mình sẽ chọn nền trắng, nhấp OK. Đây là một cái poster đầu tiên á. Bạn phải có nguyên liệu sẵn. Ở đây mình đã tải sẵn những nguyên liệu ở trên mạng. Đầu tiên là chiếc xe, mình sẽ nhấp chiếc xe này, giữ chuột kéo thả vô trong. Di chuyển và mình sẽ bấm Enter. Mình sẽ cho một cái màu nền phía sau. Cũng giữ kéo thả vô. Hiện tại cái màu nền này nó đang đè lên chiếc xe. Bây giờ mình sẽ cho nó phía dưới lại của chiếc xe bằng cách nhấp vào layer này, kéo xuống dưới layer của chiếc xe và mình di chuyển nó để kéo cái background cao hơn. Bạn sẽ bấm Ctrl T, nhấn nút Shift, giữ chuột trái kéo là nó sẽ đều hai bên. Kết thúc rồi Enter. Hiện tại chiếc xe này nó với mặt đường nó không chưa được vừa ấy, mình sẽ kéo tiếp, cũng bấm Ctrl T, giữ Shift, kéo ra. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo một cái nền phía sau của cái tấm ảnh thành phố này bằng cách tạo một layer mới. Chọn layer mới, chọn gradient, rồi OK. Khúc này nó sẽ ra một lớp. Rồi, bạn sẽ chọn một cái layer hình thành phố này, bạn sẽ tạo nó một cái lớp mặt nạ. Khi mà cái lớp mặt nạ này nó màu trắng á, bắt buộc á, thì bên này nó sẽ màu đen. Bạn sẽ bấm nút X trên bàn phím và bắt đầu bạn sẽ đố. Này hơi bị ngược.
Anh chọn đây. Rồi, ok. Rồi, bước tiếp theo mình sẽ tạo một cái bóng của chiếc xe này. Dùng công cụ pen, bấm nút B trên bàn phím. Trước khi tạo một cái bóng, mình sẽ làm một cái layer mới để làm cái bóng này. Rồi mình sẽ vẽ. Thúc thì mình sẽ bấm Enter. Long long. Control Enter. Rồi, bạn chọn này cho nó màu đen, tại cái bóng mình sẽ là màu đen. Bấm Shift F6. Bạn bấm lại Shift F6. Chọn filter tầm 15 thôi. Và bấm Undo thì nó sẽ tô màu đen. Rồi mình sẽ bỏ vùng chọn này đi, bấm Ctrl D. Mình sẽ cho cái lớp bóng này dưới chiếc xe. Cái bóng này nó chưa được tăng lắm, mình sẽ chỉnh lại, bấm Ctrl T. Kéo nó ra. Làm mờ cái bóng này đi. Bây giờ chiếc xe này nó chưa được bóng cho lắm. Mình sẽ làm một cách là mình sẽ nhân đôi chiếc xe này lên bằng cách dùng lệnh Ctrl Z. Chọn the line, sau đó chọn filter order high pass. Bạn sẽ thấy chiếc xe này nó bắt đầu nó rất là nét này. Mình sẽ chỉnh cường độ lại ánh sáng của chiếc xe, cái đầu bóng nó. Bạn quan sát cái lúc mình thao tác nè, nó giữa chiếc xe chưa làm và được làm. Mình zoom lên, bấm nút Z zoom, nó nét hơn rất là nhiều. Bấm nút Alt để zoom nhỏ lại. Rồi bây giờ mình sẽ cái này mình đã chuẩn bị sẵn. Cái này mình đang làm món về ngày free day. Mình có tải trên mạng về.
này mình sẽ bỏ những chữ này đi bằng cách bỏ mấy cái lớp bóng bóng này luôn. Rồi mình sẽ rồi bấm cần siêu lại bấm cần chỗ S ra lại bên này đó, nó sẽ mất. Bây giờ mình sẽ phóng to này lên. Bạn sẽ nhập chữ sẽ nhân đôi layer này lên. Tô màu trắng cho nó. Chà. Bằng nút cần cho gì mình sẽ cho màu này màu đỏ này,
Tiếp tục nhân đôi layer. Ctrl Z. Bạn chú ý nè, lớp da mới nè. Mình sẽ tô màu nó thành màu trắng. Bây giờ mình sẽ gradient số 0 này thành một cái màu khác. Mình sẽ đổ cái bóng của con số 0 này, chọn phần Rough Shadow, tiếp tục nhân đôi số 0 này bằng nhấn Ctrl Z. Mình sẽ tắt số 0 trên đi. Mình bỏ cái những cái hiệu ứng đó đi. Mình sẽ chọn một màu khác. Nhìn nó giống như có một cái gì đó rất là số 0 dạng như 3D một cách đơn giản nhất.
Màu trắng với màu đen hiện tại nó không có được nổi cho lắm. Bây giờ mình sẽ làm màu khác. Hai laser này mình cho nó cái liên kết cho mỗi khi mình di chuyển nó sẽ di chuyển đều cả hai cái lớp laser cùng một lúc. Bây giờ mình sẽ thêm một hiệu ứng ánh sáng vô cho nó đẹp. Cần cho tôi nó thu thu nhỏ này là giữ nút shift shift an thì nó sẽ kéo đồng tâm luôn. Cũng không được đẹp cho lắm. Sẽ lấy cái này nhấn ship an ship alt mình quên lưu file, bây giờ mình phải lưu file lại mất lưu file lại. Mình sẽ tận dụng, mình sẽ lấy mấy hộp quà này
dính cái nền này, cái nền đó. Mình sẽ dùng công cụ này quét qua đây, khúc này nó sẽ bị lắng không, bắt buộc mình phải đồ lại bằng công cụ laser. Như nút ship nhầm, giữa lúc anh ALT nút ship. Hai cái này bạn phải hoán lỗi liên tục. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm nút đeo, xóa đi. Mình sẽ di chuyển cái hộp quà này qua. Cần cho T để kéo cho nó nhỏ lại. Nhấn nút Shift và Alt kéo vô. Mình đặt tên layer cho dễ phân biệt. Mình sẽ đăng đôi học ngoài này ra, Ctrl Z. Chỗ T mục đích mình làm là cái đổ bóng đó, cần cho thêm dưới nút cần cho. Mình sẽ cho cái phần dưới mờ đi,
Giờ mình sẽ ghi tên xe. Muốn cho canh giữa hai đối tượng, bạn bấm chọn ship giữa hai cái laser và canh trái, bảo đảm là nó sẽ thắng. Nhìn dấu button này thì người ta sẽ không biết mình đang quảng cáo ở đại lý nào. Bây giờ mình sẽ ghi tên của đại lý nó ra.
mình sẽ thêm logo công ty vô. Vì chương trình này là chương trình của công ty nên mình sẽ thêm nhiều logo công ty vào logo Honda. Bạn quản lý tốt giữa các layer thì mình nên sẽ group lại cho nó dễ. Group giữa các layer bấm Ctrl G. Nhấn Shift Alt để kéo cho nó đều. Mình sẽ tạo một cái nền trắng với sao logo cho nó nổi. Đầu tiên mình sẽ tạo một cái lớp layer mới. Mình sẽ vẽ bằng pen tool, bấm chữ B phở. Nút nhấn nút Alt để lấy. Nhấn Ctrl Enter để cho nó tạo một cái vòng tròn và mình bắt đầu sẽ tô màu. And deal. Mình sẽ nhân đôi cái lớp nền trắng này ra. Lưu file lại và xuất file ra. Tiếp theo mình sẽ cho một cái bóng đèn vô trong chiếc xe. Mình chọn chế độ screen, bấm Ctrl T kéo to ra, nhấn Shift, rồi Enter, chỉnh căng lại cho nó đều.
cần cho gì đến nhân đôi là giờ. Những file mà background hay là mấy cái bóng này, hình đọc họa hay là tất cả những cái hình này mình đều kiếm trên trang rebis.com. đây là trang tài liệu lớn. Tài liệu lớn nhất dành cho dân thiết kế. Các bạn có thể lên đây tìm những cái nào ưng ý thì mình tải về. File thiết kế này mình sẽ đưa dưới đường link mô tả video, các bạn hãy tải về. Nếu thấy hay các bạn nhớ like, subscribe để ủng hộ kênh của mình. Có những điều gì mà các bạn chưa làm được hay thắc mắc, các bạn hãy comment ở dưới phần mô tả video để mình sẽ trả lời những thắc mắc của các bạn. Xin cảm ơn các bạn.